Ông Rong với lớp Trầu hôm nay đưa các bác đến nhà một nhà vườn chuyên cây cảnh, có tạo hoa giấy gốc cây cảnh nhà vườn đẹp lắm, có những gốc đào cực khủng đây nhé. Các bác yêu quý ủng hộ kênh của ông Rong Vlog bằng việc đăng ký cho ông Rong nhé, để ông Rong lấy động lực chiều lên ông Rong đến vườn cây đây đấy. Chú chắc đang ngắt lá nổi gì, một địa chỉ mới để các bác biết được. Chỗ này sâu lắm các bác, mà không đi nhiều không biết đâu. Chỉ ông Rong mới lần sờ được. Đang làm gì đấy chú bác ơi? Vâng, xin chào bác khán giả ông Rong. Rồi, xin chào anh em khắp mọi miền của Tổ quốc đến người yêu thích cây đào nhá. Ừ, chú giới thiệu tên tuổi mình như vâng, nhỉ? Tôi là Nguyễn Thế Bắc, thuộc Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang. Xóm gì đấy? Xóm Đồng Cống. Đồng Cống. Xóm Tân Sơn. À, xóm Tân Sơn à? Vâng. Ừ, Tân Sơn, Lục Nam. Và ở đây thì là có một cái nôi trồng đào từ gọi là xa xưa đến thâm, nay. Thâm niên chú làm đào bao năm? Em làm đào được 20 năm nay. 20 năm. Vâng. Có hả? Đây này, nhà vườn Bắc Hòa, tuổi sắp sắp tuổi ông Rong với lớp kia. Hôm nay là lên vườn đào khủng nhà chú bác. Vườn này của đây, chú là bao nhiêu ấy? Vườn này nó gần 100 gốc. 100 gốc. Vâng. Rồi, đấy. Có những cây nó cũng tuổi đời cũng sắp tỉnh hàng chục năm nay. Đúng rồi. Tôi sẽ quay sơ qua vườn đào xong anh em tâm sự một tí, tôi lướt lướt qua cái cảnh nhà chú. À cái này. Những cái cây đào mà nó lụ nó như là bông lúa luôn. Ừ. Đây giờ nó đang có chân chằm chứ khi bắt đầu là nó lở này như bông lúa luôn. Đấy. Đây. Đây là bằng hạt gạo rồi nhỉ. Giờ lấm tấm như hạt gạo rồi không nhỉ? Dày chát. Dày chát. Như chú Hòa kể cây này lấy chữ nào? Cây này là gốc này là đâu? Sự gốc thì em nguồn gốc là người, lấy trên Lạng Sơn, người ta đã trồng gần chục năm nay. Ở chỗ nào sẽ Đồng Mỏ trên, hay là Đồng Mỏ Lạng Sơn. Trên Đồng Mỏ Lạng Sơn. Vâng. Mang về đây thì tức là tuổi đời của nó là 10 năm rồi. Tuổi đời gần chục năm nay. Thế về đến vườn nhỉ? Đây là được 3 năm rồi. Thế là khoảng độ gần 15 năm rồi. Vâng. Ừ. Cái cành này là dăm này là 51 đấy phải không? 53. Dăm 53. Dăm 53. Vâng. Tôi tưởng là mỗi năm nó ra được một đợt dăm. Mỗi thế này. Năm này mình phải cắt đi anh ạ. Nhưng mà nó thì đoạn này là 51 từ đây này. À ừ. Còn từ đây vào là 53. 2 năm rồi. Ừ, 2 năm rồi. Thì nó cây này nó đây năm đã được 53. Các bác nhìn này, cái gốc chú chăm cái nào vẫn luột lắm. Đấy. Gốc khỏe nhỉ. Dăm nó dày. Dăm dày. Đào này là đào gì đấy? Đào này là đào đào bích. Đào bích. Mà cánh nào? Cánh đơn hay cánh kép? Cánh kép. Đào bích. 8 8 cánh à? Và nó là 16 cánh. 16 tức là 3 lượt rồi. Vâng. 16 cánh. Đúng rồi. 8 cánh là đã kép rồi. Vâng, nó là cánh kép. Cái 16 à? Vâng. Ở đây thì chú kinh nghiệm đào lâu thì chú vào những cây thâm niên này thì hoa của nó thế nào? Hoa của nó to. To à? Lở. Độ bền. Cái đào đào đỏ này hoa lở nó rất là thắm. Nó sẽ thắm hơn. Rất thắm mà nó chơi coi là hết tháng giêng cũng chưa hết hoa. Như tức là đào bình thường lên chậu này thì ở đây chắc là bình thường là mình sẽ chơi được độ 2 tháng. Vâng. Những đào cành thì chơi được 2 tháng. Có phải không? Vâng. Đào cành mà cắt sớm là cũng hỏng. Chơi được hết tháng riêng luôn. Ừ. Tức là tháng 12. Bắt đầu từ tháng 12. Từ 10 năm tháng 12 là bắt đầu chơi rồi. Hoặc là người ta mua độ mùng 1 tháng sau là người ta nhấc được vì nó là chậu. Vâng, nó là cây này em lai bầu hết rồi. À lai bầu hết. Dễ nó ra tại hàng gang hết. Thế chú thử phát cây này cho nó bao nhiêu? Cây này nó ở tầm 8 triệu. 8 triệu. 8 triệu bán thẳng đấy phải không? Bán thẳng. Tức là có em, chậu không? Không, em cái này 8 triệu là không có chậu gì. Không, em cái này em bán thẳng. Còn cái chậu nhựa thì đơn giản rồi. Nhựa thì không tính. Nhựa thì cho qua người ta phải không? Cái này phải đưa vào cái chậu 500 nghìn nó mới xứng đáng. 500 nghìn hoặc 1 triệu. Vâng, thì nó mới xứng đáng cái cây. Ừ. Còn không chơi Tết thì cái chậu đỏ tạm thời cũng được. Chậu đỏ thì nó lại không xứng đáng với cái cây này. Ừ. Chậu đỏ thì người ta chơi những cây bé, cây xấu xấu thôi. 8 triệu cái này. Đây tôi view lại cho các bác. Cây này có phải nhất vườn chưa? Cây này nó tầm nhì vườn. À nhì vườn, đây cái nhì vườn 8 triệu, tôi quay vòng quanh các bác xem nhé. Đây ông chủ thâm niên các bác. Đâu? Đây là tôi quay lốt cái này nè. Đâu, cây này nhì vườn. Đây cây nào nhì vườn nữa. Đây cây này tầm nhì vườn. Đây. Là vẫn này, cây trong kia em bán vẫn, là 12 triệu. Vẫn giá 8 triệu đây hả? Cây này vẫn 8 triệu. Đây các bác ngắm nhé, các bác chơi đào các bác sẽ tinh. Thực chất ông Rong vlog quay là cũng ông Rong năm nay để ý đào ạ.
Mình làm trước Đồng Rồng việc khác, cái việc ở xã hội chứ không không cái đâu. Nên là nhiều người bác sao đi quay đào bác không hiểu đào, thực chất là mình giả sử mình hiểu cũng phải anh em tương tác để nói chuyện. Đấy chú chưa tương tác lại cái này ấy. Cái lịch sử cái này. Cây này thì nó già lắm rồi. Ừ. Cây này là tuổi gốc bao nhiêu? Cây này tuổi gốc của cây này nó gần chục năm nay rồi. Cái vanh này bao nhiêu chú thử cho họ nhìn. Cây này nó vanh cỡ tầm 60. 60 hơn đấy. 60. Hai tay của chú là 40 rồi. Hai tay nó 40. Thế còn bên này một tay nó hết không? Phải ngoài 60, tôi nghĩ. Vâng. Phải ngoài 60. Ừ, 65. Cái này là dáng chú đặt dáng huyền hay dáng gì? Cây này là cây dáng huyền đó. Dáng huyền đây à? Đấy, chú đứng đấy để vào. Huyền tự nhiên. Ừ. Dáng huyền tự nhiên. Cao của nó phải nếu lên chậu cái lại. Cao nó 2 mét. Lên chậu là phải gần 3 mét chứ. Không, tầm 2 mét. Không cả chậu mà. Độ cao vâng, nếu cả chậu thì còn bây giờ là cây cao của nó tầm 2 mét. Cây của 2 mét. Cái này nó chưa bật mày nhiều. Đây này, dăm cũng nhú lắm. Cành như thóc. Đúng rồi, như dày như này mà. Đúng rồi. Đây nó chỉ phân một mắt. Đây, các bác nhìn. Những cái bác mà chơi đào các bác sẽ tinh. Còn những bác mà là kinh doanh bất động sản hoặc là nhà ấy thì người ta không để ý cái đào chú ạ. Người ta có tiền người ta chơi cái đẹp. Nói chung là những người ta có tiền thì người ta cũng phải chơi đẹp. Ừ, chơi đẹp chứ tiền không quan trọng. Ừ, đây là các bác nhìn. Các bác mà có nhà thờ họ hoặc nhà Thái hoặc biệt phủ hoặc villa các thứ bác mà đặt cái này thì thôi rồi. 8 triệu là mình nhấc lên chậu cho người ta. Vâng. Chú phải đánh đánh xong rồi. Không, tức là mình phải đưa ra xe cho người ta. Vâng, đưa xe cho họ. Thậm chí là người ta đi một mình thì chú phải thuê xe đúng cho người ta chứ. Vâng. Thuê cái xe đảm bảo mới giá thành nó hợp lý để người ta. Vâng. Có phải không? Vâng. Có khi đấy. Còn tất nhiên các bác mà mua 8 triệu cái này thì những người đại khái là... Có... Còn những cây to, còn những cây bé có thể là 1,5-2 triệu. Ừ, đâu về loạt này. Cây bé đâu, cho loạt cây vừa tầm. Cái loạt này cũng là cây tầm trung. Ừ. Đây, cái này. Cây dáng huyền mà cây này là... Đấy, chú đứng ở sát đấy luôn đấy. Cây này là tay của nó là... Tay 4 năm rồi. Tay 4 năm. 4 năm tay. 4 năm. Có nghĩa là 4 năm nay làm 4 năm rồi. Ừ. Nhưng thực chất là năm ngoái cây này đã cho thuê hay ấy. Cây này cho thuê là 3 triệu rưỡi. Năm ngoái? Vâng. Năm ngoái thuê, năm nay lại về đây hả? Năm nay lại về. Ừ. Cây này thuê mấy năm rồi? Mấy năm rồi. Đây các bác ở Lục Lam hoặc thành phố Bắc Giang hoặc Hà Nội cũng thuê được chứ phải không? Không, Hà Nội bán thẳng. Bán thẳng gì? Em chỉ cho... Còn cái thuê tiền... Tiền khu Bắc Giang thôi. Ừ. Còn cho thuê ở nội công ship nó cũng đắt quá nhỉ? Vâng, Hà Nội Bắc Ninh là mua bán thẳng luôn. Ừ. Vâng. Bán thẳng cái là bao nhiêu? Cây bán thẳng nó tầm 5 triệu. 5 triệu, cho thuê ở quanh Bắc Giang là bao nhiêu? 3 triệu. 3 triệu cái này. Vâng. Cũng được, cái công này. Không phải cái công kỹ thuật của họ rất cao. Chứ bình thường là để ra dăm này không phải chuyện đơn giản đâu quá. Khó đấy, cây đào nó thân khô. Mà thân khô nó không như thân nhựa. Cái mắt lên thế này. Đây, mắt dày nhỉ. Dày này, chỉ một phân một mắt. Phân mắt. Một mắt. Mà cái đến này... đầu ngọn cái là nó chùm luôn. Bao giờ độ mùng 10 nó có... Mùng 10 là bắt đầu là có... Có hoa báo. Có lụ. Có lụ. Lụ to. Có lụ to đấy. Mùng 10 là lụ to rồi. 3 triệu. Bán là đến 5 triệu phải không? Bán 5 triệu. Bán... Dáng huyền. Huyền này cũng phải hơn mét rồi ạ. Đây là huyền đẹp. Huyền đấy, đẹp. Bác đi nữa thì mới có dáng huyền. Ừ. Đấy. Đấy. Đây là huyền này. Huyền phải hơn triệu. Cái... Ngang. Chiều đấy. Ngang. Chú bác ngang chứ... này nó gần 2 mét. Gần 2 mét. Chiều... vườn này của nó có tầm 3 mét. 3 mét. Tận ra cái cành này cơ mà. Vâng, tận ngọn nó tầm đấy, 3 mét. Tôi dê máy tận đấy. Đúng rồi. Năm ngoái cây này mà 3 triệu cũng hợp lý. Vâng. Có phải không? Thuê 3 triệu hợp lý. Ở quanh Bắc Giang lên thuê. Đây là cho Lục Nam đấy. À, Lục thì... Nam mình đấy. Năm ngoái thuê ở đâu thuê? Lục Nam ấy. Ở bên Lục Nam gì? Vâng. Thế là 10 năm mình lại lấy về. Vừa 16 cây này 16 em lấy về này. À 16 lấy về. Cho cái đôi vợ chồng trẻ nó ở ngay đường đi chưa đến chỗ chưa đến Bixi đâu. Ừ. Thế ra năm ngoái nó qua cái kênh nào mà nó biết tận đây vào chú ơi. Ủa cái này em bán nâu đấy chứ. À thế. Vâng. Chú bác. Nói chung là chứ ở Lục Lam anh em Lục Lam đây đây nhiều. Ừ. Vâng. Năm nay mà qua kênh của ông Dòng Vlog ấy, chú bác. Vâng. Thì nó có cả mua có cả khách miền Trung miền Nam đấy. Vâng. Ừ, nó biết, còn xa là đa số ngoài, nó bán thẳng. Ngoài năm em còn ship ở tận trong Vũng Tàu mà. Ừ, thì tất nhiên ship thì đâu mình đánh. Xe của gì,
Bình nhỉ? Bình ở rừng nằm gì? Nhưng mà cây này là các bác có xe bán tải là đặt được chưa? Xe bán tải được. Có hả? Quay cái huyền đằng sau. Cái này bán tải. Bán tải đẹp. Ok. Ừ, các bác là đại gia thì cây bán tải tự nhấc, nhà chủ sẽ nhấc rồi. Chủ nhấc cho. Ừ, chỉ được chạy thôi. Cây này thì nếu mà xe bán tải nhà có hoặc là bác nào bán tải đi. Ừ. Ok. Ừ, còn bác nào buôn cũng được không nhỉ? Còn có nếu thuê thì em ship tận nhà mà. Ừ, thuê là ship tận nhà. Đây cây dưới này xem nào. Đây cái này cũng huyền đây. Cây này cho thuê bao giờ chưa? Cây này chưa. Chưa. Cái năm ngoái là mới về. Năm ngoái mới nàng. Cây này mới năm trẻ. Này tay 2 năm. 2 năm. Cây này cũng huyền. Hơi đổ huyền. Đó hả? Cũng đào phai đấy phải. Cây đào phai. Cây này đào phai, đào cây mấy này, mấy cánh. Đào bích. Đây cây này đào bích à? Cây này đào bích. Ừ, cây bích thuê rồi. 3 triệu này bán 5 triệu là đào bích không? Còn cây đào phai, cái này bao nhiêu chú bác? Cây này 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi bán thẳng. Vâng. Hợp lý đấy. Các bác. Vùng rong vlog cũng quay rất nhiều rồi chứ không không, nhưng mà của chú bác cái chậu cái cây này mà 2 triệu rưỡi đào phai. 2 triệu rưỡi. Cánh kép. Vâng, 2 cánh kép đấy. Cánh kép. Đấy. 2 triệu rưỡi là hợp lý đấy. Đây cây dưới là chú. Cây dưới cũng thế. Cây này. Vâng. Cây này cũng mới gốc mới đấy về. Cũng tay 2 năm. 2 năm. Tay vẫn như móng rồng ấy nhỉ. Kỹ thuật cũng cao. Nói chung là nó phải có cái bàn tay chú bạn. Đúng rồi. Chủ vườn này là 20 năm kinh nghiệm cây cảnh rồi. Tí tôi view qua sơ qua một chút cái cây cảnh chú bác. Còn đây đang view đào là chủ yếu để các bác buôn hoặc là mua xỉ hoặc là các bác thuê. Những cái đào này thường thường là cũng thuê nhiều cũng mấy nhiều. Thuê rồi bán thẳng. Bán thẳng. Cái này 3 triệu hả? Vâng, cây 2 triệu rưỡi. À 2 triệu rưỡi hả? Vâng. Đây cây dưới này mấy triệu? Đây. Cây dưới cũng 3 triệu. Cây dưới này 3 triệu. Cây này là dáng cây này trực. Trực, dáng trực. Cao cũng phải cao 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi rồi lưng. Gốc này cũng phải hai vòng tay hả? Ừ, hai găng tay. Gốc này nó đường kính được 18. 18. Đây là hoa đào gì đây? Đào phai cánh kép. Cánh kép, đào phai cánh kép. Cánh kép nó dày các nhé. Vâng. Đào phai cánh kép. 2 triệu rưỡi phải không? Vâng. 2 triệu rưỡi bán thẳng ấy hả? Bán thẳng. Còn thuê thì cây này? Thuê thì 2 triệu. Thuê được 2 triệu luôn. Đấy. Đẹp không? Đấy, chỗ này là hơi ngược sáng quá. Đây. Cây này cây vừa vừa là cây này nào. Chú vừa chú đứng về đằng này không nó cũng phản. Để tôi đứng. Vừa thì nó chỉ có tầm cây này bao nhiêu? Cây này cũng nó chỉ tầm 2 triệu rưỡi. Cây này 2 triệu rưỡi. Cây này trông cũng đẹp đấy chứ. Nhỉ. Nó gọn thế, hai là dằm nó dày. Hai là đường kính của nó ấy. Vâng, đường kính này cũng 18. Tay của nó nhẵn nhụi. Đó hả? Làm được cái nụ nó dày là rất là quan. Đây này, các bác này. Lụ dày lắm. Làm được lụ dày là quan trọng nào. Bán 2 triệu rưỡi phải không? Vâng. Đây là phai cánh kép chứ? Phai cánh kép. Ừ, chú toàn phai cánh kép hả nhỉ? Phai vừa bích. Ừ. Bích nó đắt hơn phải không? Không, cũng thế. Thế. Đây cái này phai hay bích đây? Đây là cái phai. Cái phai. Cũng cánh kép. Vâng. Cái này dáng trực phải không? Cái này vừa vừa. Cái này cho bán thẳng bao nhiêu? Bán thẳng triệu 8 cái đấy. Triệu 8. Nhưng mà giả sử người ta mua nhiều thì mình giảm đi không? À, mua chục cây, 20 cây nó khác không nhỉ? À, nếu mua đổ đồng thì nó khác. Nó khác, nó sẽ giảm đi, nó giảm đi nhiều đấy. Có những cây thì đúng cao rồi. Nhưng có cây thì thấp. Vì là thực sự đấy, cái cây như này là đôi triệu này. Ừ, cây này gì? Vâng. Thực sự chia sẻ với các bác là chú bác Hòa là chú tự chú làm được chứ không phải chú đi ấy. Dăm phôi là chú mua phôi tận Lạng Sơn phải không? Về mình làm xong mình ghép. Tức là không qua ấy, cây này bị chết hả? Cây bị chết rồi. Ừ. Cây làm đến nửa năm nó chết. Chết. Cũng khó đấy, không hiểu. Chết lắm. Chết một cây mất bao tiền. Đây cây này là mấy triệu? Cây này là 2 triệu. 2 triệu. View qua quá, còn bác lên cụ thể vườn rồi đấy. Đây cây này cũng đẹp này. Cây này đẹp này. Cây này cũng view chưa nhỉ? Cây này chưa. Ui, cây này dằm cực. Đấy, cây này huyền mới là... Các bạn này. Để tôi view. Dằm dày lắm. Đấy các bác nhìn nhé. Cái này là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi thì ta mà răm đẹp này các bạn. Cái này ăn ở cái răm mấy thân cũng luật. Dáng đẹp. Dáng đẹp, thân đẹp cũng như. Cô gái 18 rồi. Nhỉ.
nhãn nhụi gốc to dáng trực huyền, vừa vừa huyền vừa cái, trực cái này, cái huyền. Huyền cái này mới là chính nhau huyền cái này. Làm được cái ngọn ra như cây này thử sang năm là cắt đến đây. Vâng, sang năm lại cắt vào đây. Cắt vào đây. Nhưng mà đến cuối năm nó lại ra như thế. Không, tất nhiên nó sẽ ra lại hơn. Ra như thế. Nhưng mà phải cắt rụt rụt dần cắt để nó. Thì nó mới rụt. Nó mới rụt không hiểu. Chứ mình để là nó không rụt. 3,5 triệu. Đào phai. Hay là đào đỏ đây? Đào phai. Đào phở. Đào phai mà cánh chép phở. Phai cánh chép. Ừ. Thực sự ông trong vlog view vượt nặng thế, nói với chủ nhà là mình không nói thách để các bác mà xem qua ấy là các bác chốt được ngay. Chứ mình đừng nói trước lên. Đúng rồi. Chủ trương là chú cũng lấy vốn, hay là cũng để giao lưu sang năm mà lấy phôi khác chứ không thì được nhiều. Cây này là bao nhiêu chứ? Cái đấy thì nó tầm 1,8 triệu. 1,8 triệu. Nếu mà các bác mua nhiều thì cũng không đến đúng không ạ? Không đến đâu, mua nhiều cái 1,5 triệu, 1,6 triệu rồi. Các bác khéo mồm là cái cô. Như những cây này thì đắt. Cây này đắt, đúng rồi. Cây này 5 triệu. Cây này 5 triệu. Cũng cây chưa đắt nhất vườn. Cây này trực huyền. Trực huyền, có phải không? Vâng, cây, những cây... Cây kia 8 triệu lúc đầu thì mới đắt. Cây này chưa đắt. Chưa đắt. Cây này dáng đẹp nhưng mà tại sao chưa đắt? Vì cái dăm của nó cũng chưa nó, cao. Dăm nó chưa cao. Bác hiểu chưa? Chứ không, mình không thể lòe các bác đi buôn được, có nghĩa là lòe ông chơi các ông ấy được, nhưng mà người đã đi buôn xỉ là mình không lấy được. Cái này mà dày là phải có 8 triệu. Dăm mà dày là phải có 8 triệu bác nhé, không có chuyện đâu. Đây, cây này chú bác xem nốt cái này. Cái này. Đấy, dăm đấy. Cái này thì dăm dài rồi. Cây này mấy triệu? Cái này 2,5 triệu. 2,5 triệu. Nó nhỏ tiền, các bác. Nhỏ cho tiền, tức là chú ông Dòng vlog bảo là phát phải sát giá chứ mình không phát tếu lên rồi đến lúc các bác không ấy, các bác thấy cao quá. Thực sự cái vườn đào của chú Bắc này nó sẽ hợp mấy nơi bán các bác. Nói chung ông Dòng không phải dạy khôn đâu, nhưng mà các bác mua 2,5 triệu các bác phải đặt ở chỗ nào các bác? Ở chú Bắc đào này không thể đặt ở chỗ lung tung bán được. Có không? Phải địa điểm là quá nhiều người chơi giống này, 2-3 triệu công nhân. Đấy. Giả sử cây này mà đặt ở thôn xóm một ấy thì khó bán lắm. Đúng rồi. Mấy là... triệu ai đã dám mua, có không? Phải. Nó phải có điểm. Điểm này mà điểm Sài Gòn, Hà Nội thì là... Không cần đâu, cứ em cứ đi Quảng Ninh em bán cũng thành mà. Không, đang nói đặt ở Hà Nội thì cây này nó khác rồi. Nó không có 5-6 triệu. Đúng rồi. Nhưng mà đặt ở miền Trung thì nó lại khác không nhỉ? Mình không chê miền Trung nhưng mà dân thì người ta không chơi loại này. Đâu, đến cây. Đào thất thốn. Đây là thất thốn đây này. Cây này là có đấy, đây gần chục năm này. Chú ngồi đây để anh em mình tâm sự về cái này. Cây này nó cái này tuổi đời thế nào? Tuổi đời cây này gần chục năm. Ừ. Bé như này gần chục năm. Nó trông như chân gà hồ. 9 năm rồi. Chú Bắc. Đấy. Trông như chân gà hồ nhỉ? Như chân gà hồ đây. Chân gà hồ lộng xù đây. Đâu chú bảo nó ra cây này sẽ ra hoa từ đâu? Nó đây. Thế nào? Đây nó hoa từ đấy. Không, tôi nhìn thấy. Tôi là ra tận gốc nhé. Luôn. Chú à, có, nếu mà cây có những cái này nó ra hoa. Đấy, chỗ mầm chú nhìn đây là cái mầm đây, tỏa những cái tỏa này đây. Đều có hoa hết. Cái nào mà nó nhú lên là ra hoa đấy. Nhú là có hoa hết. Cái này nó hoa gọi là nó từ thân ra. Từ thân lên. Như nó cái thoáng như nó không. Tức là không ra hoa. Cái cây này là cây nói này... chuyện các bác là cây này để cho những ông ngồi chơi cây uống này... nước chè giải trí thôi. Đúng rồi. Chứ chơi Tết nó không bung được rỡ. Đây mới là cây nhất vườn này. Đâu, cây nhất vườn đâu. À, quên cây này giao lưu bao nhiêu? Cái nốt. Giao lưu chục triệu. Cái này 10 triệu thất thốn các bác này. Đây là búp đây này. Như là móng chân gà tù. Nó bới tù. Hoa của nó to như hoa sen các bác. Đẹp lắm. Hoa đỏ tươi. Mà nó bền cũng nhận. Bền lắm, nó không như hoa kia. Thực sự là cái này dành cho những người uống nước trà thì hợp lý. Cây đang nhất vườn đây. Đâu, cây nhất vườn đâu. Bạn phải đi đường này, bạn đi đường này. Đây, được rồi, xong rồi tôi sẽ quay. Quay đằng này cho đấy. Chú cứ tả cái này đi, lịch sử cái này thế nào. Lịch sử cây này nó... Đánh ở đâu? Ở vẫn ở trên Lạng Sơn này. Lạng Sơn. Đồng Đăng đưa về đây. Từ chỗ đánh xuống đường có xa không? Nó gần. À, cũng gần này. Tức là khênh người khênh được à? Người cây này là 6-7 người khiêng được nó xuống. Xuống.
Cũng ghi công hả? Ghi công lắm. Cây này là tuổi đời lắm bao nhiêu? Cây này tuổi đời chắc phải cứ tầm 20 năm nay rồi. 20 năm. Để tôi sát rồi gốc con. Cây này đường kính của nó là tầm gần 40. Gần 40. Gần 40. Gốc xù xì, tức là lão lão đào. Lão đào, cây này là thuộc đào lão đào rồi, không nhận. Cụ đào đấy. Cụ đào. Đấy. Cây này năm ngoái cho thuê hay nào? Em toàn cho thuê, cho thuê 5 năm nay rồi. 5 năm rồi. Cây này năm nay thì có đẹp hơn năm ngoái không? Năm nay thì năm ngoái là tôi không view không biết. Năm nay thì nó cũng răm đều hơn. À cái răm đều hơn. Năm nay là hoa sẽ đẹp hơn năm ngoái. À. Năm ngoái hoa không đẹp bằng năm nay. Ừ. Năm ngoái cho thuê mấy? Năm ngoái cho thuê em thuê 9 triệu. 9 triệu. Thế năm nay hay nào? Năm nào cũng thế. Năm nay hay nào? Năm nay lại khách xuống cũng thế. Có đang người thuê chưa? Có người thuê rồi. Cây này à? Vâng. Bao nhiêu? Hôm nay có công ty nó năm nào nó cũng muốn thuê cây này. À. Công ty thuê. Đẹp lắm. Ừ, công ty thuê thì nó không tính tiền rồi. Năm nào thực sự bác là công ty nó tính tiền tỷ thì nó không mấy triệu thì nó nhỉ. Còn dân cơ. Năm nay là mấy triệu? Năm nay 9 triệu. 9 triệu cho thuê. Đúng rồi. Công ty các bạn. Công ty thì anh em mình không bàn rồi. Triệu không tính, công nhận không? Vâng. Công ty thì nó tính gì mấy triệu mấy triệu. Cái này nó khủng khiếp lắm. Thư ký chỉ báo là cái này 25 triệu là 25 vâng. triệu chứ ai vâng. ta đi xem giám đốc nào đi xem đào luôn. Có phải không? Khi bày về là người ta mới người ta không hỏi giá, công nhận không? Vâng. Đã giao cho... Năm nào em cũng chỉ cho thuê 9 triệu thôi. Ừ. Vâng. Tức là lấy giữ khách. Vâng. Đó, giữ... 9 triệu đã đặt rồi. Vâng. Họ đặt bao nhiêu rồi? Năm nào cũng thế. À, tức là họ phải đặt tiền chứ? Em chả cần đặt tiền đâu. À, thế là quen à? Ừ. Có bật mí là công ty may hay công ty gì không? Cái này... Hay là công ty tư nhân gì? Không cho biết được. Ừ, nhưng công ty tư, nói là tư nhân hay là... Nhà nước. Nhà nước gì? Ừ, không nhà nước nó vẫn thuê nhưng mà có cái này mình không tiện ra. Chứ người ta có cấm thuê đào đâu. Có không? Cấm đi chúc Tết, rượu thôi. Chứ còn đào mua về công ty là người ta khuyến khích. Hà Nội nó cũng đặt đầy cái cảnh như để nó chơi chứ. Đúng rồi. Em có năm em đưa vào cục bản đồ Việt Nam ấy. À đi. Đào em đã đến cục bản đồ Việt Nam. Ấy. Cục bản đồ Việt Nam. Vâng. Cây nào cây này? Không, cây khác à? Khác cơ. Ừ. Không phải cây này. Ừ. Nếu cây này thì đưa vào thì cục bản đồ Việt Nam năm nào chắc họ ngăn. Ừ. Nhưng mà sau em không đưa vào nữa. À thế. Vâng. Ừ. Em đưa vào đấy có tầm 3-4 năm. Ừ. Các cơ quan nào nó cũng có đào. Đào mới quất hai cây này nó. Việt Nam mình non thế nhưng mà cơ quan nhà nước vẫn phong thủy. Vẫn phong thủy. Đúng rồi. Nói chung là có mấy triệu thì người ta cũng chả ngại gì. À không, lấy công ty thì người ta tính gì tiền nhưng mà anh đang nói chính chất về bên phong thủy vâng. hoặc là tâm linh. Vẫn phải có vợ. Có không? Có cây đào. Ừ, cây đào. Người với người dân mà không có cây đào thì nó lại không thành Tết. Với người dân Việt Nam thì là cái cây đào cây quất nó là vâng. ngoài việc đẹp cũng như vâng, nó là nó tâm linh một chút trong ngày Tết, có không? Nó mới có cái dáng vẻ ngày Tết. Ừ. Ngày Tết thì nó phải có cây đào và có phải... Bỏ ra rong. Phải có bánh trưng. Ừ. Thế mà Tết mà không có bánh trưng thì nó không mang cái không khí ngày Tết. Nhưng mà anh em mình có tuổi công nhận cái thời anh em mình trẻ nhỉ? Gói bánh trưng là thích công nhận. Thích lắm. Bao giờ gói cái bé cho anh em mình nhỉ? Tối đến là phải nằm trông bánh trưng. À, chú bác đun. Có bảo bố là gói cho con cái bánh bé. Tôi thì rất hay cái mót gạo ở thúng ấy. Vâng. Xong rồi gõ bé để cái đấy ăn ngay đấy. Thấy thế. Hả? Nó, thích lắm. Lúc bây giờ nó đói. Rúm xong là luộc xong là ăn ngay. Là ăn ngay. Đấy. Còn bây giờ thì tất nhiên là 5.000, 10.000 nó rẻ. Đúng rồi. Thế nhưng mà cái nồi bánh chưng góc sân các cháu nó đú, nó chơi có phải không? Không khí ngày Tết nó vui. Ừ. Chứ thực ra thì ăn bao nhiêu đâu. Ăn bao nhiêu đâu. Nhưng mà cứ phải làm cho đúng thủ tục. Đúng thủ tục. Bỏ ra rong mà Tết thì... con gà thiến Tết thì thực à, con gà sống thì... con gà trống. Nếu người Hà Nội mà người ta không có cành đào thì người ta coi này năm ấy người ta không có Tết. Ừ, đúng rồi đấy. Dù to dù bé, nếu như mà nghèo thì là cành bé mà giàu thì là cành đình cành to đẹp. Ừ. Đó, theo nó... tôi nghĩ là nó cũng phong thủy, không nhớ vâng. của ngày Tết. Nó uy nghi cây đây. Đào nó uy nghi này cơ mà. Cây nhất vườn của chú Bắc ấy. Nhà vườn cây Bắc Hòa. 20 năm làm cây cảnh. Ông Rong năm nay làm thứ đầu tiên nên gặp chú sang năm mà chắc không vắng mặt chú ông Rong rồi. Từ ngày tuốt lá. Vâng. Đấy, vườn của chú đây. Đấy, hoa giấy đây các bác nhìn này.
Tôi lên vườn view tí cho khách hàng xem. Vâng. Đi. Xem mà tay nghề của chú nào.